cho các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách claim airdrop nhận được 3 đồng token WLB. Thì một số thông tin về đồng token này, số token phát hành rất ít, chỉ có 500.000 thôi. Nó đã có 1.472 lượt giao dịch và phát sinh 3.315 lượt giao dịch nhé, và 1.472 tập holder. Rồi thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim airdrop nhé. Link truy cập website được mình để ở phần dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn viên website cho mình. Bước 1 các bạn sẽ chắc chắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy contract nhanh ở đây và quay sang ví MetaMask hoặc ví Solanet của các bạn nhé. Đấy, các bạn thêm địa chỉ token này vào ví cho mình. Các bạn nhấp tiếp theo để thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví này, các bạn quay trở lại website claim airdrop.net, truy cập vào bước 2, link rút gọn đây để nhận token nhé. Rồi chương trình airdrop sẽ kết thúc vào 55 ngày nữa. Các bạn nhấp vào phần airdrop cho mình nhé. Thì nó sẽ hiển thị ra đây giao diện như thế này. Ở đây thì các bạn có thể bỏ ra một số vốn nhỏ như 0.05 BLB mua cái đồng này cho cơ hội ít nhiều lần tài khoản. Bạn cảm ra và các bạn nhấp vào phần này claim airdrop. Rồi các yêu cầu kết nối cái ví thì các bạn nhấp tiếp theo và kết nối. Visa của nó là 0.000553 BLB, các bạn nhấp xác nhận cho mình. Rồi xem mình đang đọc xử lý thì các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website claim airdrop.net, cập nhật những dự án mới nhất, thời lượng rất cần mới nhất được có mình up lên cấp sàn hàng ngày. Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch các sàn như Binance, Remetado, MXC, OKX, Coinex, có nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây để được ký ủng hộ kênh nhé. Rồi mình hướng dẫn các bạn cách để claim nhận được 3 đồng token WLB. Thì các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.